Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ngẫm Thân Tâm. Thưa quý vị, thời gian qua, Thượng tọa Thích Trân Quang là cái tên được dư luận dành nhiều quan tâm khi có những phát ngôn gây ồn ảo khiến Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấm thuyết giảng 2 năm dưới mọi hình thức. Bên cạnh việc là một người có công lớn trong việc dựng chùa Phật Quang, Sư Thích Trân Quang cũng gặp không ít những lùm xùm trong hoạt động Phật giáo và đời tư. Thượng tọa Thích Trân Quang, từ hào quang đến phát ngôn gây ồn ảo. Thượng tọa Thích Trân Quang, tên thật là Vương Tấn Việt, sinh năm 1959, là một nhà sư Phật giáo người Việt Nam. Ông hiện là trụ trì chùa Phật Quang tại Bà Rịa, Vũng Tàu, từng giữ vị trí Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Từ năm 1992, khi về núi Dinh, Thượng tọa Thích Trân Quang đã khai phá và xây dựng chùa Phật Quang ở thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu và được công nhận là trụ trì ngôi chùa này. Khi về xây dựng chùa Phật Quang, Thượng tọa Thích Trân Quang đã ấp ủ niềm mơ ước là sẽ tổ chức và mở rộng các hoạt động từ thiện để giúp đỡ người nghèo. Với suy nghĩ này, ngay sau khi nhà chùa đi vào hoạt động, Thượng tọa Thích Trân Quang đã nghĩ tới việc thành lập hội từ thiện của chùa. Lúc đầu chỉ là vài thành viên trong nhà chùa phân công trách nhiệm tổ chức, vận động quyên góp, quản lý quỹ và giúp đỡ người nghèo. Sau một năm hoạt động, hội từ thiện chùa Phật Quang đã được các nhà hảo tâm nhiệt tình ủng hộ. Năm 2000, Thượng tọa Thích Trân Quang quyết định mở rộng phạm vi hoạt động từ thiện của chùa từ thành phố Hồ Chí Minh tiến tới xây dựng mạng lưới hội rộng khắp cả nước. Tuy nhiên, vào khoảng năm 2010, xuất hiện mâu thuẫn giữa Thượng tọa Thích Trân Quang với nhóm đệ tử tu hành tại chùa Phật Quang ở núi Dinh, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không được xử lý triệt để, khiến nội vụ rơi vào phức tạp, gây mất ổn định tình hình địa phương. Thượng tọa Thích Trân Quang được biết đến là người yêu thích âm nhạc từ nhỏ và đã sáng tác nhiều ca khúc với chủ đề khác nhau. Trong số đó, có bài ca Vơ Sắc Thiêng Liêng đã được phát trong buổi khai mạc Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008. Ông là người đã tổ chức và tham gia trực tiếp vào việc thuyết giảng tại nhiều ngôi chùa trong và ngoài nước, đã viết và xuất bản nhiều đầu sách ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngoài ra, cuối năm 2021, Thượng tọa Thích Trân Quang bảo vệ thành công luận án tiến sĩ nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam với điểm cao gần như tuyệt đối. Đến ngày 3 tháng 4 năm 2022, Thượng tọa được Trường Đại học Luật Hà Nội trao bằng tiến sĩ ngành luật. Thời gian qua, trước hàng nghìn người dự thuyết giảng tại Thiền Tôn Phật Quang, Thượng tọa Thích Trân Quang có những phát ngôn thuyết giảng khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Trong đó, có một số nội dung gây tranh cãi trong dư luận như: ai hát karaoke nhiều người đó có nguy cơ chết là ma cầm, không có chuyện gì đáng để đi mà xách xe đi tào lao tốn xăng làm ô nhiễm không khí thì về già sẽ phải nằm một chỗ, tức là bị tai biến hoặc bị liệt người, câu cá là những người lừa đảo. Các bài giảng được đưa lên website của Thiền Tôn Phật Quang và mạng xã hội, hiện website này không thể truy cập. Trong phái Quy Y Tam Bảo do Thiền Tôn Phật Quang phát hành, Thượng tọa Thích Trân Quang khi truyền thọ đã sửa giới thứ 3 trong phần 5 giới cấm từ không tà dâm thành không phản bội. Vào ngày 19 tháng 6, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã ấn ký thông báo kỷ luật đối với Thượng tọa Thích Trân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Theo đó, Thượng tọa Thích Trân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Thiền Tôn Phật Quang và Thượng tọa Thích Trân Quang phải thu hồi tất cả phái Quy Y Tam Bảo có nội dung tự sửa một trong 5 giới không đúng với ngũ giới do Đức Phật chế trong giới luật Phật giáo, gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang xã hội. Theo xác nhận của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đến nay Thượng tọa Thích Trân Quang không còn tham gia các ban ngành của Trung ương Giáo hội cũng như Ban trị sự địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bên cạnh đó, Thượng tọa Thích Trân Quang còn góp 80% vốn điều lệ lập nên công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Pháp Quang từ thời điểm tháng 7 năm 2024. Doanh nghiệp này đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là nhân bản sao chép băng đĩa, đặt trụ sở tại số 28 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Trên website công ty pháp quang.com, giới thiệu công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Pháp Quang là chủ sở hữu website có tên miền công ty pháp quang.com và website tên miền công ty pháp quang.vn, đồng thời cũng là chủ sở hữu của ứng dụng trên thiết bị di động Pháp Quang. Đối với website công ty pháp quang.vn, đây là tên miền được đăng ký từ ngày 18 tháng 10 năm 2018, ngày hết hạn là 18 tháng 10 năm 2026. Đặc biệt,
tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền này là ông Vương Tấn Việt, tức Thượng Tọa Thích Chân Quang. Tuy nhiên, thời điểm ngày 18 tháng 6 năm 2024, website này không thể truy cập được. Còn website công ty Pháp Quang.com giới thiệu và bán rất nhiều loại sách như kinh sách Phật giáo, truyện tranh đỉnh núi tuyết, cuộc đời Đức Phật hay tượng tranh Phật, tranh nhân quả, dụng cụ thờ cúng, máy nghe Pháp, thẻ nhớ, hàng lưu niệm, thực phẩm chức năng. Trong đó, có nhiều sách kinh Phật được rao bán với mức giá hơn 100.000 đồng và nhiều sách để tác giả là Thượng Tọa Tiến sĩ Thích Chân Quang như Tứ Diệu Đế, bản tuyên ngôn của Phật tập Một Khổ Đế giá 140.000 đồng, nhân quả là chìa khóa của những điều bí ẩn giá 85.000 đồng, nghiệp và kết quả tái bản lần thứ 9 giá 123.000 đồng, triết lý về tiền bạc giá 55.000 đồng, luận về nhân quả giá 95.000 đồng. Ngoài ra, website này còn giao bán rất nhiều tượng và tranh Phật có giá từ vài trăm nghìn tới vài triệu đồng. Đơn cử như tượng Phật Thích Ca cao 50cm có đài sen được giao bán 1750.000 đồng. Tượng Phật Thích Ca cao 68,8cm không có đài sen có giá 2.660.000 đồng. Tượng Phật Thích Ca cao 90cm có đài sen giá bán 550.000 đồng. Tranh Phật Thích Ca đản sinh ép gỗ 60 x 80cm có giá 500.000 đồng. Website cũng đăng tải bán rất nhiều dụng cụ thờ cúng có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Đáng chú ý, website công ty Pháp Quang.com cũng đăng tải và giao bán rất nhiều loại thực phẩm chức năng trà giảm cân làm đẹp, bột dinh dưỡng giá vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Trong đó phải kể đến trà thảo mộc giảm cân hoa sâm đất có giá 55.000 đồng, bột dinh dưỡng Corona giá 160.000 đồng, viên hòa địa long hâu quốc S có giá 388.000 đồng, trà làm đẹp giảm cân, làm đẹp da kiều mạch vàng có giá 55.000 đồng, trà thảo mộc làm đẹp da lá khế giá 55.000 đồng. Đến nay, website công ty Pháp Quang.com và công ty Pháp Quang.vn cũng không còn hoạt động, đang trong chế độ bảo trì. Không phải trường hợp cá biệt, Đại Đức Thích Nhuận Đức, trước Thượng Tọa Thích Chân Quang, vào ngày 6 tháng 6, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra văn bản cấm sư Thích Nhuận Đức thuyết giảng dưới mọi hình thức trong vòng một năm. Theo giáo hội này, nhiều phát ngôn và thuyết giảng của nhà sư Nhuận Đức làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và giáo hội. Một số phát ngôn gây tranh cãi của nhà sư Thích Nhuận Đức có thể kể tới như: có mấy bà niệm Phật mỏi chân, mấy bà mặc quần ống rộng, lúc phóng sanh thả chim, con chim chui vô quần bà. Mấy cô niệm Phật giết, mấy cô đẹp quá, nên mấy cô ngồi trước mặt Nhuận Đức, tự nhiên nhìn thấy mấy cô chảy nước miếng. Khi cúng dường, không cúng thì thôi mà đã cúng thì cúng đồ ngon, thầy chùa chẳng lẽ không biết ăn ngon. Sau khi nhà sư này bị kỷ luật, trang Facebook mang tên Thầy Thích Nhuận Đức với hơn 130.000 lượt theo dõi và kênh YouTube Thầy Thích Nhuận Đức, bài giảng gần 14.000 lượt đăng ký vẫn phát trực tiếp các bài thuyết giảng có sự xuất hiện của nhà sư Thích Nhuận Đức, theo báo Công Thương. Sự việc này sau đó đã được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giải thích rằng các video nói trên đều là video cũ. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, nhà sư Thích Trúc Thái Minh, chủ trì chùa Ba Vàng, cũng có nhiều hoạt động và phát ngôn gây xôn xao dư luận và giáo hội đã có biện pháp xử lý. Gần đây, mạng xã hội lan truyền một video với nội dung ghi lại tại khóa tu mùa hè của chùa Ba Vàng tại tỉnh Quảng Ninh. Video quay cảnh một phụ nữ tên Phạm Thị Yến, một em học sinh tiên ca, lờ nhà sư Thích Trúc Thái Minh ở trên sân khấu, bên dưới có nhiều trẻ em tham gia khóa tu đang ngồi xem. Trong video, học sinh ca lờ đang khóc nức nở trong khi bà Yến kể lại một câu chuyện được cho là đã diễn ra từ 14 kiếp trước của học sinh này. Theo câu chuyện, 14 kiếp trước học sinh ca lờ sống ở gần một ngôi chùa và muốn lấn chiếm đất của chùa. Sau đó là những diễn biến chi tiết về việc học sinh ca lờ đã làm 14 kiếp trước. Sau đó, học sinh này đã được đưa tới trước mặt nhà sư Thích Trúc Thái Minh để sám hối. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh khi đó đã có đoạn nói như sau: trong 14 kiếp trước, con cùng vong linh khởi những tâm bất thiện với Phật Pháp Tăng như muốn cướp đất chùa, chọc ghẹo chư Tăng, làm cho ba vị Tăng hoàn tục nên vong linh bị mắc quả báo, nhiều kiếp đau khổ, làm gái lầu xanh. Còn ca, lỡ nếu hôm nay không về chùa tu khóa tu này không sám hối thì sẽ gặp quả báo, vất vả vô cùng trong đường tình duyên, phải lấy nhiều đời chồng và gặp những người chồng vũ phu. Theo đó, câu chuyện kiếp trước của học sinh ca lỡ nói trên là câu chuyện hoang đường, nhảm nhí không thể có thật. Tuy nhiên, qua lời kể từ bà Yến thêm vào đó là sự đồng tình của nhà sư Thích Trúc Thái Minh, một vị tu sĩ thường xuyên giảng giải Phật Pháp cho hàng ngàn Phật tử, thì câu chuyện đã khiến nhiều em nhỏ vỗ tay hoan hỉ tán dương và tin tưởng.
Vừa rồi là một số thông tin về tiểu sử cũng như các vấn đề xung quanh Thượng tọa Thích Chân Quang và một số nhà sư hiện nay đang xôn xao dư luận. Các bạn có ý kiến như thế nào về vấn đề này? Hãy để comment dưới phần bình luận nhé! Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like, share và subscribe để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Ngẫm Thân Tâm nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!